là đừng có nên cúng cái giờ đó nữa. Nhiều khi một cái thứ nhất á, trong cái mảnh đất đó nó có một cái hồn quan nằm ở đó, đó. Cái phần thứ hai nữa là mình cúng giác 12 giờ khuya đó là các quan hồn á nó tụ lại, bởi vì cái giờ đó là cái giờ ma, cho nên nó tụ lại, nhiều khi nó nghe pháp thôi, hoặc là nó có cái sự gì ám hại mình không, cái chuyện đó mình chưa biết được, cho nên camera mà quay mà thấy được đó là đó là một cái quan hồn. Cho nên quý vị mình đó là phát tâm liền và tu hành ăn chay liền, chứ không còn hẹn và không còn đợi thời gian nào nữa hết, bởi vì thời gian này nó quá cặn rồi, chứ không có còn lâu đâu mà nghĩ rằng còn lâu. Cũng như cách đây là chỉ là mới có 2 ngày nay thôi mà tôi nằm ngủ tôi thấy cái điềm chim bao mà tôi còn không dám nói đó. Thấy ngay chân chỗ này ngay lên này là nó có cái mùng, cái mùng nó chụp xuống, cái mùng nó chụp xuống rồi bên này nó có cái đèn pin nó pha qua đó. Thì vậy đó là cho quý vị biết đó là thiên la lưới bủa đó. Đó rồi bắt đầu là trung ương rồng lộn. Rồng lộn là tất nhiên là hai thằng nó quýnh lộn nhau mới ê hề thay phơi. Rồi bắt đầu nó dài dài, nó lằn lằn, nó đi tới cái ngại khổ hoài, không bao giờ bình yên được. Cho nên là cái câu nói là 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra thấy bình. Lọc hoài, lọc chừng nào còn 1 phần 1 à. 1 phần 1 rồi bắt đầu mới ra thấy bình, là còn hột gạo cỗi không. Rồi chết lằn chết mòn, chết ghét hết trơn. Chết nào là chết dịch, rồi nào là chết súng đạn chiến tranh, rồi nào là chết đói, rồi nào là chết đâm, chết chém, chết đủ cách chết rồi. Cho nên khi mà cái cơn giận nó nổi lên rồi đó, cũng như con cọp dữ trong rừng gặp thịt thì toan cấu xé từng bừng, phân từng mảnh mới là hả dạ. Rồi hả dạ rồi chút xíu nữa quý vị vô tù rồi, quý vị là giác đó, quý vị gác vợ anh chán rồi thì cái như rồi muộn à. Cho nên cho chi bằng mình sớm tu đi bà con mình ơi, đừng có chứa cái sự hung dữ chi, không có lợi lộc gì hết trơn á. Bởi vì cái cảnh vợ chồng á, thì khi mình đã chấp với nhận vợ chồng với nhau rồi thì phải sống chung với nhau, rồi phải thuận thảo, phải lo làm ăn, để còn phải lo cho cái đàn con cháu sau này được bình yên hạnh phúc, mình bảo vệ nó cho được bình yên hạnh phúc, chứ đâu phải sanh nó ra rồi để cho nó sống dắt da dắt dỏng vậy rồi khổ sở nó, rồi mình làm cha làm mẹ rồi tính làm sao đây. Cho nên dạ thì kính thưa chú Tư, thời gian gần đây chú Tư có nhiều người hỏi con, là hỏi gặp chú Tư hỏi dùm đó là tại sao mà cái cô này cô bị chồng bạo hành bấy lâu nay, cũng như là những cái tình huống này ở xóm giềng của người ta cũng rất là dễ thấy, mà tại sao mà có khi quýnh nâu con mắt và quýnh mà mặt mày sưng hết trơn nhưng mà vẫn không bỏ cái người đó, có phải là nghiệp nợ không chú Tư? Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái đó là cái nghiệp quả nó nằm ở trong đó đó, cho nên là tuy là ở không có thương rồi chứ thôi không có được, bởi vì trả cái quả người ta chưa đủ rồi đi đâu vậy. Cho nên vì vậy mà quýnh bao nhiêu hay chữ bao nhiêu thì cũng vẫn ở hoài vậy đó, là do nơi cái nghiệp quả nhiều đời nó nằm trong đó đó. Cho nên nếu ai là người hiểu đạo thì Đức Thầy đã dạy hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Cho nên bất cứ cái người đời hay là cái người đạo, mình nên hiểu chút đỉnh để cho nó có cái sự bình yên trong gia đình, đó là cái điều rất tốt. Chứ mình đừng có sống mà cái kiểu mà mình vợ chồng mình coi thường quá, rồi ăn hiếp lẫn nhau,
Thí dụ như vợ thì ăn hiếp chồng, bường được thì bường hoài, người chồng thì ăn hiếp vợ, quýnh đường lặng hay chữ đường lặng bắt đầu làm tới, làm ngại nhiều không. Cho nên từ cái chỗ đó mà nó mất đi cái hạnh phúc. Rồi lỡ nóng giận quá, rồi lỡ tay, rồi vợ mình chết hoặc chồng mình chết, rồi quý vị đau khổ cỡ nào nữa. Cho nên cái điều gì mình cũng phải cần sáng suốt để suy nghĩ những cái điều hay lẽ phải, để mình học, để mình làm theo. Rồi mình sống á, phải có đạo lý, rồi phải có cái sự là yêu thương lẫn nhau, rồi có lỡ cũng phải tha thứ cho nhau trong khi nóng giận. Như vậy mình mới là cái người có đức hạnh. Còn mình sống theo kiểu là sống theo kiểu gì đâu mà biết, rồi vợ chồng không còn thương nhau nữa, rồi bên vợ bên chồng gì hình như coi là quá thậm tệ, thì cái tội lỗi đó nó sẽ làm cho quý vị chồng chắc, rồi quý vị sẽ càng ngày càng đau khổ, quý vị làm ăn không khá, rồi quý vị sẽ lần lần đi tới cái chỗ tồi tệ. Cho chi bằng quý vị ăn ở cho đúng đắn, có đạo đức, biết tôn trọng lẫn nhau, biết cha mẹ hai bên lẫn nhau, thì từ cái phước đức đó trời đất sẽ cho quý vị làm ăn khá, cho quý vị hạnh phúc bình yên. Dạ, dạ xin cảm ơn chú Tư. Thì xin mạn phép được hỏi, thời gian gần đây chú Tư có nhiều cái điểm lạ xuất hiện, nhưng mà có một cái này camera quay lại được, là một cái vị này có điện hỏi với chú Tư, nhưng mà điện hỏi qua điện thoại thôi. Thì hôm nay cũng mạn phép chú Tư xin đọc lại lời hỏi đó, là cái vị này nói là cúng 11 giờ đến 12 giờ mà trong thời gian đó có gặp được một cái bóng ở trong camera của gia đình đó, bay tới bay lui trong cái ở ngoài trước cửa đó. Thì chúng tôi cũng xin đọc lại là cái điểm đó là như thế nào, dạ mô như Phật Phật. Thì cái phần đó tôi cũng có bài giải với một vị đó rồi, là đừng có nên cúng cái giờ đó nữa. Nhiều khi một cái thứ nhất á, trong cái mảnh đất đó nó có một cái hồn quang nằm ở đó. Cái phần thứ hai nữa là mình cúng giác 12 giờ phia đó là các quan hồn á nó tụ lại, bởi vì cái giờ đó là cái giờ ma, cho nên nó tụ lại, nhiều khi nó nghe pháp thôi, hoặc là nó có cái sự gì ám hại mình không, cái chuyện đó mình chưa biết được. Cho nên camera mà quay mà thấy được đó là một cái quan hồn. Cho nên tôi mới kêu cái vị đó là đặt bàn cầu nguyện cho nó 3 đêm, rồi mua cá mua chim phóng sanh để cho nó được đi đầu thai, rồi từ cái phước đức đó mình có thể làm ăn khá. Cho nên cái vị đó là bữa nay là bữa 29 nè, là đêm nay nè, là đặt bàn cầu nguyện cho cái quan hồn đó vậy là 3 đêm. Dạ thì xin cảm ơn chú Tư. Thì được phép hỏi thêm, thì hiện bây giờ đó là trong giảng của các vị thánh nhân có cho biết là bây giờ còn dấu chi đâu, từ đây sắp đến không lâu mà trời năm dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ có cùn, mà năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lũ chuông dần về, dạ vân vân. Thì có phải là năm mèo là năm nay không chú Tư, mà sau hiện giờ thì rất là thấy bà con rất là khổ khó, cũng như các công ty thì cũng nhiễm dịch, rồi điện về cho quốc đạo rất là nhiều, rồi có chỗ thì mở bệnh viện giả chiến, rồi có chỗ thì điện về xin tiền xin bạc, rất là khổ sở luôn chú Tư. Xin chú Tư cũng phân giải dùng cái đoạn giải trên. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì hiện nay đó là cái năm nay năm mẹo, mà theo lời của Đức Phật đã nói đó, thì mình thấy nó đã biến động quá khứ rồi. Cho nên xin thưa bà con mình, hiện nay cái thời mạt pháp nó đã quá mùi rồi. Cho nên khuyên bà con mình nên phát tâm sám hối và tu hành liền. Bằng chậm trễ là quý vị sẽ không kịp với cái thời gian. Bởi vì khi mà nó tấn công quý vị rồi thì quý vị
lính quýnh hết trơn rồi phước đức đâu quý vị đỡ. Cho nên mình tu trước đi, mình tu trước đi, rồi khi mà tới chuyện đó là mình đã có vốn liếng sẵn có hết rồi. Cho nên từ cái chỗ đó đó, mình sẽ được vào danh sách của các vị chư thần, người ta đã ủng hộ và gìn giữ mình rồi, mình không còn sợ nữa. Cho nên quý vị mình đó là phát tâm liền và tu hành ăn chay liền, chứ không còn hẹn và không còn đợi thời gian nào nữa hết. Bởi vì thời gian này nó quá cặn rồi, chứ không có còn lâu đâu mà nghĩ rằng còn lâu. Cũng như cách đây là chỉ là mới có 2 ngày nay thôi, mà tôi nằm ngủ tôi thấy cái điềm chim bao mà tôi còn không dám nói đó. Thấy ngay chân chỗ này ngay lên nè, là nó có cái mùng, cái mùng nó chụp xuống, cái mùng nó chụp xuống rồi bên đây nó có cái đèn pin nó pha qua nó. Thì vậy đó là cho quý vị biết, đó là thiên la lưới bủa đó, là chụp xuống cái vũ trụ này là đều lọt vô cái mùng đó hết. Rồi từ từ chư thần ta mới lựa ra. Nếu ai là người tu hiền mà bị bệnh là chư thần ta lựa ra, rồi từ từ ta lấy bệnh ra. Quý vị ráng lo tu đi, đừng có sợ. Còn quý vị nào mà không tu rồi đấy ha, thì kể như nó dính vô mình quý vị rồi là từ từ quý vị chết luôn. Bởi vì quý vị không có tu rồi là chư thần ta để cho chết luôn, không có đem ra. Đó là lời của ông sư giải Bán Phai nói. Tôi xin nhắc lại để cho quý vị mình biết, để mà sợ đặng ráng lo tu. Dạ, dạ thì xin cảm ơn chú Tư. Xin mà khác hỏi tiếp tục. Thì hiện bây giờ đó là khoảng cách đây 2 tháng, 3 tháng gần đây thì trời nắng rất là gắt luôn, 4 mấy độ. Nhưng mà thời gian gần đây thì lại là trời bắt đầu đổ cơn mưa. Có nghĩa là trong những cái cơn mưa đầu mùa này, dân hỏi là có độc không? Mình có nên tắm hay là không, hay là mình có nên sử dụng nước hay là không? Dạ, Mô Di Đà Phật. Cái nước mưa bây giờ không có nên xài. Bởi vì một là cái không khí nó không còn tốt nữa, hai nữa là bom đạn ở bên thằng Urira nó nổ ra, bây giờ nó bay nó dính trên mây vậy, rồi mưa nó rớt xuống, rồi từ cái chất độc đó mà mình uống vô có thể là mình bị bệnh trơn. Tại vì quý vị không có một cái phép của bên Lương Sa đó, thành ra quý vị không có giải độc được, là quý vị không có nên xài. Còn người nào mà có cái phép Lương Sa đó, kim tự tháp đó, là mới có thể dám xài. Nhưng mà nói qua mấy cái môn này quý vị không hiểu đâu, bởi vì quý vị chưa có thấy, rồi quý vị chưa có học qua, rồi quý vị chưa có thấy đâu, chưa tin. Mà nhiều khi không chừng quý vị nói phép tà rồi nãy kia nữa. Có nghĩa là chú Tư mình cũng đã học về cái môn Linh Sa, cho nên mình mới giải được độc đúng không chú Tư? Thì xin thông báo cho bà con mình biết luôn, là khi mà cái nguyên tử nó bắn ra rồi đó, là cái chất khói nó dính vô những ngọn cây cỏ, là những cái vị thuốc nó đều dính vô hết. Thành ra lúc đó là không có còn xài thuốc nữa. Cho nên xài về bên Lưng Sa tự tháp không à, chứ không còn thuốc đâu dám uống. Bởi vì chất độc nó dính vô cây cỏ rồi, cây thuốc không rồi đâu có dám nấu uống. Cho nên phải dùng bên Lưng Sa để trị bệnh cho quý vị. Tại bây giờ quý vị chưa có hiểu rồi quý vị cho đó là tà, thì kệ, tụi tôi cũng không có nói quý vị nữa, tại vì quý vị không biết thì thôi. Dạ, dạ xin cảm ơn chú Tư. Dạ được mã khác hỏi chú Tư ơi, thì nếu mà ở thời gian gần đây thì các chị thánh nhân cũng như ông Ba Thớ có tiên tri là giặc dậy lăng xăng giặc dậy, đánh nhau tầm bậy đánh nhau. Vậy thì hiện bây giờ sự cái lời tiên tri nó đã hiệu nghiệm rồi, thì theo chú Tư nhận định như thế nào trong cái bài là Long Dĩ Xà Đầu Khổ Chiến Tranh chú Tư? Có nghĩa là năm Long Dĩ là có phải là năm Thìn và năm Tỵ không chú Tư?
Thì Long Vĩ Xà Đầu khởi chiến chinh, Can Qua xứ xứ động đao binh, rồi Mã Đề Dương Khước anh hùng tặng. Thì cái năm Mẹo năm nay nó sẽ dịch bệnh, nó sẽ làm cho mình điêu đứng, rồi bước qua năm Thìn năm tới là còn rắc rối nữa. Bởi vì hai cái câu này nó đã dính liền với nhau, là năm Mèo tháng Hợi Lỵ Tuân dầm về. Lỵ Tuân dầm về thấy vậy chứ vậy mà chưa thấy ủ ê nữa chứ. Rồi Trung Ương rồng lộn mới ê hề thay phơi, còn dữ nữa, dữ hơn năm Mèo năm nay nữa. Nó Trung Ương rồng lộn là tất nhiên là nửa cái năm Thìn, bởi vì Trung Ương là nó nằm ngay cái trung tâm, cho nên nó nằm giữa cái năm Thìn. Nó rồi bắt đầu là Trung Ương rồng lộn. Rồng lộn là tất nhiên là hai thằng nó quýnh lộn nhau mới ê hề thay phơi. Rồi bắt đầu nó dài dài, nó lằn lằn, nó đi tới cái ngại khổ hoài vậy, không bao giờ bình yên được. Cho nên là cái câu nói là 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra thấy bình. Lọc hoài, lọc chừng nào còn một phần một à. Một phần một rồi bắt đầu mới ra thấy bình, là còn hột gỗ cõi không. Rồi chết lằn chết mòn, chết viết hết trơn. Chết nào là chết dịch, rồi nào là chết súng đạn chiến tranh, rồi nào là chết đói, rồi nào là chết đâm, chết chém, chết đủ cách chết trơn. Cho nên thời kỳ này quỷ dương nó đã xuống thế rồi, tại quý vị mê muội, quý vị không có hay, không có biết, mà chính quý vị đó, quý vị là ma quỷ không, quý vị không tu là cái như là quý vị là ma quỷ không, nói mạnh quý vị câu, rồi tự quý vị giết với nhau chết. Mà Đức Phật đã nói là quỷ xử quỷ, Phật không thèm trừ, là tự quý vị giết quý vị chết thôi chứ không ai giết quý vị chứ. Tự mình giết mình, bởi vì mình không tu rồi là tự mình giết mình, chứ ai giết mình. Mà thời kỳ này đó, tại vì quý vị không có thấy chứ bây giờ là quỷ nó đi lợp đường trơn, nó đi lợp ngoài đường trơn, tại con mắt quý vị quá mê, quý vị không có thấy rồi chứ, đi lợp ngoài đường trơn. Nhưng mà tại vì nó chưa có lệnh, nó chưa có lệnh của Đức Ngọc Hoàng đó. Khi nào mà Đức Ngọc Hoàng mà nhận mọc một cái rồi cho quý vị chôn không kịp. Dạ. Bóp cổ nhào ngang trơn chôn không kịp. Dạ. Vậy là nó đến cái giai đoạn là âm binh nhảy trúc từ nhà luôn hay chú Tân? Thì lần lần nó đi tới cái đó luôn đó. Nó đi từ đợt đặng mà nó lượt từ từ đặng mà còn một số là phát tâm trễ đó, là còn tu thêm số nữa. Nó lượt từ từ. Còn cái số nào mà cứng quá cứng rồi là kể như là sau này sẽ làm mồi mãnh hổ nè, rồi làm mồi ông Năm nè, rồi làm mồi cho dịch bệnh nè, chiến tranh nè, đủ kiểu trơn. Dạ thì người ta có hỏi đệ thêm là hỏi chú Tư á, là chú Tư nói cái vụ mà kêu tu hoài, nhưng mà có nhầm người, thì hiện bây giờ trình độ đến nỗi mà bài cúng còn không thuộc, rồi đến nỗi mà lại còn bằng tay lật ốc, rồi đến nỗi mà không biết tư thế lại nữa, làm sao biết được cái chữ tu là như thế nào. Xin chú tôi cũng chi tiết nhỏ hơn về cái chữ tu dùng cho em cháu nó đôi phút. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Đó là các chị ở tiệm lại hỏi chú tôi. Bây giờ để tôi dạch ra cái phần này cho quý vị nắm cho nó dễ nha. Một á, là về cái phần ở trong tỉnh An Giang và Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, mình nói gần gần đây thôi. Thì quý vị nào muốn tu thì kiếm những vị đồng đạo nào tu trước đó, hỏi người ta, ta hướng dẫn mình, ta chỉ mình. Còn quý vị nào chẳng hạn như ở xa các tỉnh, ở xa như chẳng hạn như là ở ngoài Bắc, ngoài Trung, quá xa không biết, kể như là hoàn toàn không biết gì hết, thì tôi chỉ cái phép này cho quý vị là rất dễ dàng. Bây giờ quý vị sẽ sửa cái tâm tánh của mình lại, ăn hiền, ở hiền, nói hiền, làm hiền, nghĩ hiền, và tâm lúc nào cũng phải từ bi, thương người mến vật.
rồi quý vị sẽ sống trong một cái sự sống thanh tịnh, trong sạch, an lạc. Rồi quý vị diệt vọng tưởng, đừng chạy theo nó nữa. Thì tôi bảo đảm quý vị là quý vị sẽ đạt được 100%. Đây là cái phép rất cực kỳ nhanh mau mà Đức Thầy đã cho biết nè. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lọc kỹ thì thao ra vàng. Yêu cầu quý vị lọc cái tâm của quý vị đi. Bởi vì hồi xưa mà Đức Thích Ca Ngài đã đi tu đó, Ngài đâu có biết cúng lại, Ngài đâu có biết niệm Phật, mà Ngài chỉ sửa cái tâm tánh của mình lại cho nó ngay ngắn, đúng đắn, đàng hoàng, hiền lương đức hạnh, rồi diệt những cái vọng tưởng, diệt lục căn, đừng chạy theo những cái sắc màu mê muội mà Đức Thầy đã chỉ rõ cho mình biết nè. Cư trần bất nhiễm là người thánh. Nếu quý vị không có nhiễm gì hết là tất nhiên quý vị là người thánh rồi, còn gì nữa. Là cái đó là chứng minh rõ ràng luôn, là cái lời của Đức Phật đã nói đó. Bất cứ sống trên đời này nếu ai không nhiễm gì hết là người đó người thánh rồi. Hay hoặc là bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, là ông đó chánh. Còn dùng của thế dùng sắc màu là ông đó tà. Hay hoặc là ai ai cũng nấy tham tiền, ấy là đem sợi xích xiềng trói thân. Tự mình trói mình, tự mình làm khổ cho mình, chứ không ai trên. Mà Đức Thầy đã chỉ ngay vào cái tâm mình nhiều cái vậy lắm. Chẳng hạn như là về địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Là do nó, cái tâm của mình nó sanh ra không à. Nó sanh ra ác thì địa ngục, mà nó sanh ra thiện thì thiên đàng. Thì đó là cái điều kiện chỉ cho quý vị trắng trợn đó. Quý vị muốn đi bên nào đi. Mình ăn hiền, nói hiền, ở hiền, làm hiền, nghĩ hiền, rồi tâm từ bi thương người mến vật. Nếu mà cái tâm của mình từ bi thương người mến vật là mình phải làm gì? Phải ăn chay. Mình ăn chay mới thương người mến vật. Rồi mình thương người. Thương người là mình thấy người ta khổ, mình giúp người ta, gọi là thương người. Mến vật là tất nhiên mình mến con vật, mình không nỡ ăn thịt nó. Đó là cái tâm từ bi. Thì quý vị sẽ thành Phật chứ có gì đâu. Đợi đi chùa, đi núi hay tụng kinh gõ mõ gì, đâu phải. Yêu cầu quý vị sửa cái tâm của quý vị lại cho ngon lành vậy đi. Rồi quý vị giữ y theo đó cho tới ngày bỏ xác. Thì quý vị sẽ thấy tiên Phật sát bên lưng. Cũng như hồi xưa mà Đức Phật Thích Ca, khi Ngài đã chứng quả tại thế thì Ngài đâu có hào quang gì đâu. Đâu có cái gì linh nghiệm hào quang hay là bay biến gì đâu. Chỉ cái lời nói chân chánh, cái lời nói đúng đắn ngay thật, là đó là Phật đó. Rồi quý vị sẽ phân tách ra, quý vị sẽ thấy những cái người mà tu đó là không bao giờ nói bậy nói bạ, là mới là cái người tu và mới là cái người thành Phật. Còn cái người nói bậy nói bạ thì tất nhiên là còn tội lỗi, thì cái người đó tà rồi. Cái đó là do nơi là cái tâm mình nó sanh ra địa ngục rồi. Cho nên có người hỏi tôi với các vị quỷ sứ này đâu có thù hiềm gì đâu, mà ông Diêm Chúa ổng cắt nhà ở dưới sẵn chờ tụi tôi xuống để cho quỷ sứ nó hành hình tụi tôi. Xin thưa quý vị, không phải như vậy. Mà cái địa ngục này là do nơi tâm mình sanh ra. Sanh ra như thế nào? Là tại vì cái tâm của mình quá độc ác, mình sát sanh hại mạng loài vật mình ăn, không biết thương xót nữa. Cho nên từ cái nhân quả đó
mà nó sẽ biến thành ngạ quỷ súc sanh, đầu trâu mặt ngựa, để nó sát phạt lại mình. Tại quý vị không hiểu rồi quý vị nói là nó ở đâu sẵn ở dưới rồi nó chờ mình xuống nó tính mình. Không có phải, do nơi tâm quý vị sanh không à. Bây giờ quý vị đổi lại, quý vị làm hiền đi, cái tâm của quý vị nghĩ hiền đi, thì cái đó tự nhiên nó biến mất à, chứ nó đâu còn. Cho nên Đức Thầy đã chỉ thẳng cho mình biết là địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái tâm của mình tạo ra những cái thiện thì tất nhiên là mình sẽ về thiên đàng. Còn tâm mình tạo ra sát sanh hại mạng độc ác là về địa ngục. Là hai cái đường rõ ràng, chân lý rõ ràng. Mà sao quý vị không hiểu được cái chỗ đó thì đâu có nói thiên cơ gì đâu. Cho nên quý vị nào ở xa, chẳng hạn như ở tới ngoài Bắc, ngoài Trung, thì quý vị muốn tu, muốn thắc tỉnh thì quý vị sửa cái tâm của quý vị lên, sửa cái tâm cho tốt, cho đúng đắn đi, rồi ăn chay đi, đừng ăn mặn nữa. Bởi vì ăn mặn á, sát sanh hại mạng đó. Là tôi nói mạnh với quý vị một câu, toàn là mình ăn thịt ông bà dòng họ của mình không à. Tại vì mình không hiểu rồi mình cho là ngon, chứ hoàn toàn là thân bằng quyến thuộc của mình đầu thai trở lại không à. Mà từ cái chỗ sát sanh đó, cho nên mới đầu thai lại làm con này con kia, rồi cứ ăn lẳng lộn, ăn lẳng lộn hoài như vậy đó. Quý vị cứ nghĩ rằng con gà, con vịt hay con trâu, con bò, con này, con nọ, nó đầu thai lên đây nó làm cái miếng mồi để cho mình ăn. Quý vị nghĩ vậy là rất sai lầm rồi. Nếu quý vị không có sát giết nó thì làm gì nó có đầu thai lên đây. Là cũng từ cái chỗ sát giết đó mà quý vị sẽ đầu thai trở lại làm con trâu, con bò, con này, con kia. Rồi tới đời con, đời cháu của quý vị không biết rồi ăn thịt lẫn lộn vô, rồi cứ thù oán mãi chồng chất. Cho nên từ cái chỗ đó quý vị không hiểu gì đâu, quý vị nghĩ kể ngân như ngon không à, thấy ngon không à, chứ không có thấy cái hậu quả. Thì hôm nay để xin thưa quý vị, để phân tách rõ ràng, để cho quý vị thấy từ cái tu như thế nào. Cái tu có nghĩa là mình sửa lại toàn bộ trong cơ thể mình hết. Bởi vì trong lúc mình chưa tu đó là cái tâm mình nó xấu lắm, muốn ăn sao ăn, muốn nói sao nói, muốn làm gì làm. Cho nên bây giờ mình tu rồi mình sửa lại toàn bộ hết, không ăn bậy, không nói bạ, không làm những cái chuyện sai trái. Đó gọi là tu sửa. Cái nghĩa của chữ tu là nó vậy đó, có nghĩa là sửa hoàn toàn lại hết. Cũng như cái nhà mình bữa nay nó hư chỗ nào, nó mục chỗ nào đó, mình sửa lại, gọi là tu bổ. Tu bổ có nghĩa là sửa lại, chỗ nào hư sửa lại. Cho nên quý vị phải hiểu cái chữ tu nghĩa nó như thế nào. Còn cái chữ hành, cái chữ hành là mình phải làm y theo như vậy. Hành theo cái lối ăn hiền, ở hiền, nói hiền, làm hiền. Mình phải hành y theo vậy, gọi là tu hành, hay hoặc là tu luyện. Tu luyện là tất nhiên mình luyện, mình sửa cái tâm tánh của mình lại, gọi là tu luyện. Tu luyện hay hoặc tu hành nó cũng vậy thôi. Cho nên hiện nay cái đời khổ nó đã cận kề quá rồi, mà cái buổi hạ nguyên này sắp kết thúc, đặng bước sang qua cõi đời mới, cõi đời thượng nguyên. Bây giờ quý vị tu vài ba năm à, rồi quý vị sẽ hưởng thụ cái cõi đời thượng nguyên sau này, gọi là thiên đàng tại thế, là quý vị sẽ được hưởng 700.000 năm. Kể như quý vị ăn chơi không, không có mặn động ngón tay nữa, quý vị thấy sung sướng dường nào không. Còn quý vị bây giờ mà nếu quý vị không tu đó, quý vị đeo cái danh lợi, rồi chút xíu nữa quý vị bỏ cái xác này, quý vị sẽ trở thành cát bụi muôn ngàn triệu năm.
mà quý vị so đã chừng nào lâu chừng nào là cái trí huệ của quý vị nó càng ngu muội chừng nấy. Khi quý vị chuyển kiếp lên được làm người, quý vị sống một cái cảnh rất là đau khổ. Một là xấu xí, bệnh tật, ốm đau, nghèo khổ. Rồi lần lần, năm 70 năm, mần nuôi vợ, nuôi chồng. Rồi sẽ chết, bị đọa nữa. Cho nên từ ngàn xưa tới nay, cha truyền con nói sẽ bị lưu lạc trong ba cõi sáu đường, không biết đường ra. Cho nên ngày hôm nay Đức Phật đã xuống để chỉ đường cho mình tháo ra bằng một cách dễ dàng thôi, chứ không có gì khó cả. Yêu cầu quý vị buông hết tất cả những cái gì ở trên cõi đời này, hoàn toàn là nó giả dối không, hoàn toàn là nó gạt quý vị lần lần. Rồi quý vị sẽ già chết, rồi nó đưa quý vị vô cái cảnh sanh tử luân hồi. Cho nên quý vị sớm thức tỉnh đi, buông bỏ hết đi. Buông là buông cái tâm của mình á, đừng có bảo thủ, đừng có gìn giữ. Chứ cái đống tiền này, cái đống vàng này vẫn là của mình, chứ không phải đem dục xong hay gì quý vị sợ mắt. Quý vị đừng có bảo thủ nữa. Rồi mình mở cái tâm từ bi của mình ra, mình giúp cho những người nghèo khổ. Rồi mình vừa có phước nè, rồi vừa công tu của mình, rồi mình vừa có đức nè. Thì hai cái phước đức này nó sẽ giúp cho quý vị thành tiên Phật. Rồi chút xíu nữa quý vị chết, quý vị sẽ thành tiên Phật. Còn cái này quý vị đeo mang, quý vị đeo mang rồi chút xíu nữa quý vị chết. Quý vị chết đâu có đem theo được đồng bạc một xu nào. Rồi con cháu nó khùng, nó giải qua tiền vàng bạc không, dùng đồ giả không, xài gì. Đấy, đi rồi trong túi không có đồng bạc, khóc nguyên máu. Đói không có tiền mua đồ ăn nữa. Thấy tội nghiệp vô cùng. Đó, cho chi bằng bây giờ quý vị ráng lo tu đi, gìn giới lực đi, rồi nghe kinh trọng Phật, rồi đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Bởi vì cái tu này tôi nói cho quý vị nghe, tại quý vị chưa có hiểu rồi, thành ra quý vị nghe tới cái chữ tu hình như là đài quý vị vô rừng lên núi gì đâu, buồn tẻ hiu quạnh đói khát hay là đài đỏ gì đó. Cho nên nghe nói cái quý vị hình như không chịu rồi. Cái tu này chủ yếu là chỉ mình sửa cái tâm của mình lại thôi, sửa cái tâm cho ngay thẳng đúng đắn thôi, chứ đâu có đài quý vị đi đâu đâu quý vị sợ. Đâu phải như Lan với Điệp hồi xưa mà cạo đầu vô chùa hành xác gì đâu, đâu phải vậy. Yêu cầu quý vị sửa cái tâm của quý vị lại thôi, cho ngay thẳng đâu đó đàng hoàng là quý vị sẽ đạt chất lượng. Cho nên theo như tôi thấy đấy, thì tất cả những cái đạo nào cũng vậy, hình như quý vị tu thấy cũng khá nhiều khá đông, mà nói về cái điểm đặc biệt chẳng hạn như cái tâm hay hoặc kiến tánh hay hoặc chủ nhân ông, thì cái điều này quý vị không thấy được rồi. Không có thấy được rồi làm sao quý vị giải thoát được. Cho nên Nguyễn Lãnh sẽ nhắc đi nhắc lại nhiều lần để cho quý vị nhớ. Còn quý vị nào chưa hiểu nữa cứ việc điện ngay về Nguyễn Lãnh. À, cái chỗ đó tôi chưa hiểu, nhờ chú hay anh gì giải cái chỗ đó cho tôi thấy được, rồi Nguyễn Lãnh sẽ sẵn sàng, không có hẹp lượng với quý vị. Rồi cái thời gian nãy giờ nó cũng khá dài, để kết luận cho quý vị, rồi cầu chúc cho quý vị được tâm sáng suốt, phát bồ đề tâm để lo tu hành. Rồi cầu chúc cho gia đình quý vị được bình an hạnh phúc, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, chuyện lành đem đến, chuyện dữ đem đi. Tới đây Nguyễn Lãnh xin chào cô bác anh chị em.